Xin chào quý cô bác anh chị, chào mừng quý cô bác anh chị đến với kênh Sức Khỏe Đời Sống HTV3. Trong video ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ bài thuốc cũng như là cái mẹo rất là đơn giản từ cây nha lam chữa mắt gan. Ngay bây giờ xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi video. Uống cốc này là hết nóng gan, đơn giản hiệu quả, không tốn tiền. Thì ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ với các bác cái bài thuốc cũng là một cái cách để chữa mắt gan rất là hiệu quả. Thì bây giờ xin được chia sẻ với các bác nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cần có khoảng cỡ 1 đến 2 lá nha lam như thế này nhé. Lá nha lam các bạn hãy thái ra như này nhé. Các bác các anh chị thái ra như này. Các bác hãy tách cái phần vỏ nó ra. Chúng ta chỉ lấy cái phần thịt bên trong của nó thôi nhé. Rồi bây giờ chúng ta tách nhé. Đấy các cô bác anh chị hãy thái nhỏ nó như thế này thì chúng ta tách nó dễ hơn rất nhiều. Đây sau khi đã tách xong như thế này thì các bác hãy thái nhỏ hạt lựu ra nhé. Và xin được chia sẻ với các bác là các bác hãy sử dụng cái lá nha lam nó loại càng dài càng tốt nhé. Rồi chúng ta sẽ thái nhỏ ra. Tiếp đến chúng ta sử dụng một bát nước như này và một chút muối. Các bác hãy cho một chút khoảng 2 chìa muối, 2 chìa cà phê muối vào đây. Và chúng ta hòa tan. Các bác hãy cho chỗ nha lam này vào. Việc chúng ta ngâm lá nha lam là để cho nha lam hết vị hăng, dễ uống hơn. Chúng ta sẽ ngâm khoảng tầm 15 phút. Tiếp đến các bác hãy dùng bằng này, tầm bằng này nước. Và đây là đường kính. Nếu như các bác có đường phèn thì chúng ta cho đường phèn, mà không thì chúng ta cho đường kính cũng được. Độ ngọt thì là tùy các bác mong muốn. Đấy, thì đây sẽ cho tôi sẽ cho khoảng 3 thìa, 4 thìa đi. Bây giờ chúng ta sẽ đun nước đường lên. Từ 10 đến 15 phút thì chúng ta vớt cái nha lam này ra. Đấy nha. Chúng ta sẽ nhớ vớt nha lam này ra một cái bát. Cái việc chúng ta ngâm là để tránh cho nha lam bị có cái mùi vị hăng và hơi nhằng nhặng, khó uống. Thì chúng ta sẽ ngâm như thế này thì nó hết. Giờ thì vớt ra đây. Đây là chỗ nha lam và tôi vừa vớt ra. Vậy là nước đường đã sôi. Chúng ta sẽ đổ cái chỗ nha lam này vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ đun cho sôi trở lại. Vậy là chúng ta đã đun sôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đun nhỏ lửa từ 3 đến 5 phút nữa. Nước của chúng ta đã có vẻ đặc sệt lại rồi. Rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta tắt bếp và chờ đợi thành quả của chúng ta. Như vậy là nước nha lam của chúng ta đã nguội. Bây giờ thì chúng ta cho ra một cái bát như thế này. Đây ạ. Đây là một mẹo làm mát gan rất là tuyệt vời từ lá nha lam. Xin mời quý cô bác anh chị có thể là sử dụng theo cái cách như này sẽ rất là tốt cho quý cô bác anh chị trong cái việc là điều trị nóng gan, để chúng ta có thể là mát gan một cách nhanh chóng. Thì đi kèm với lại cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng nước nha lam như thế này, hãy năng chịu khó luyện tập thể dục thể thao nhiều hơn và giảm uống rượu bia, thì cái việc mà giảm đi cái nóng gan của chúng ta sẽ rất là nhanh.
Xin chào và hẹn lại quý cô bác anh chị trong những cái video lần tới. Video của tôi xin được kết thúc tại đây. Nếu quý cô bác anh chị các bạn cảm thấy video hay ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem và nhớ là đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất từ kênh Sức khỏe đời sống HTV3. Xin chào và hẹn lại quý cô bác anh chị trong những video lần tới.